vô shop gà rán.com, lời có những tài khoản Free Fire, Liên Quân, ngon bổ rẻ, ác cực VIP, giá cực mềm. Bên cạnh đó, bạn có thể trải nghiệm vòng quay may mắn, cơ hội nhận được 3K kim cương. Vâng, xin chào 500 anh em cùng toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại với kênh của mình. Một ngày cuối tuần mát mẻ nha. Anh em biết rồi đó, từ lớp 1 tới lớp 5, Luffy còn chưa sợ, thì Kaido, Big Mom là cái đờ bờ dơ dơ gì cơ chứ. Đúng như vậy, trận siêu đại chiến Wano Quốc chính thức bắt đầu rồi. Với pha tuyên bố cực gắt đến từ vị thuyền trưởng của băng hải tặc Vũ Rơm, Luffy, cậu ta sẽ đánh bại hai tướng Hoa cùng với bè phái của tên Orochi. Nhưng mà nghe có vẻ hơi sai sai thì phải, bởi vì người ta nói gáy sớm thì dễ toang lắm phải không anh em. Ngoài ra thì có rất nhiều những thông tin cực kỳ thú vị khác trong chapter 987 lần này. Không biết được rằng anh em đã đọc chapter mới chưa? Nếu chưa thì dừng video lại và xem luôn ngay đi nhé, bởi vì 987 hấp dẫn vãi cả ra quần luôn. Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo rằng hay tuyệt vời ông mặt trời lắm luôn ấy. Nếu như bạn không tin thì hãy coi hết video phân tích 987 của mình nhé. Nếu không giống như những lời quảng cáo thì quay lại đây và vào mặt mình một phát. Ok. Thoạt nhìn qua bức ảnh trang màu bìa này, chắc ai cũng nghĩ rằng xem cho vui thôi. Bác Oda xác nhận một lần nữa ông chú Jinbe đã gia nhập băng. Nhưng một trang màu bìa sẽ không hề đơn giản như vậy đâu. Anh em để ý kỹ này. Đầu tiên, 5 thành viên bên tay trái của chúng ta, Jinbe, Nami, Kazod, Brook, Sanji, chính là những người đã góp mặt tại át đảo bánh. Còn 4 người bên tay phải là đội hình chiến đấu tại át Nezosa. Luffy thì ở giữa, khỏi phải bàn đến rồi. Bác Oda quá là đỉnh phải không? Tiếp tới, Luffy đang cầm trên tay cây gậy ống nước, thứ vũ khí gắn liền với người anh Sabo. Và như các bạn đã thấy, cánh tay bên phải và cánh tay bên trái của Luffy đó chính là Roro và Jinbe. Sanji thì bị tụt lại phía sau. Đây là một thông điệp ngầm về sức mạnh của các thành viên trong băng. Đẩy lên một tí thì chị Đại Lami vẫn luôn ở phía trên mọi người, người phụ nữ quyền lực nhất của băng. Còn Robin, Franky kia, sau nhiều vụ đẩy thuyền cực mạnh của fan hâm mộ, Rổ và Robin, thì nay chị đẹp đang lực má anh chàng người máy. Chắc chắn nhiều bạn sẽ thất vọng lắm đây. Những hình ảnh ở khung tranh đầu tiên, sau khi bị nhóm chín bao kiếm đỏ hội đồng, cái mà Kaido đang nhìn thấy đó chính là ánh mắt của họ. Vẫn hệt như 20 năm trước, bọn chúng vẫn không hề thay đổi, tất cả đều đồng lòng, ý chí ngút trời. Sự căm phẫn được đẩy lên cao tột độ, chỉ khác một điều là không có Kozuki Oden. Hình ảnh đầu tiên là khi Kaido bị chém. Thứ hai, Oden dùng tới hơi thở cuối cùng của mình để cứu chín bao kiếm đỏ. Chớ có xem thường những samurai của ta, truyền kỳ về ngươi sẽ được hậu thế kể lại qua nhiều đời. Người đời nhớ về ta hay không cũng chẳng quan trọng, còn tinh thần của ta mãi mãi trường tồn. Kết thúc chuỗi hình ảnh đó là nụ cười trước khi chết của Oden. Nếu như trước đó Doflamingo giật mình, toát mồ hôi hột sau khi gặp phải ác mộng cái ngày mà hắn ta còn nhỏ bị dân làng xử tử. Ai cũng vậy thôi các bạn ạ, nếu là một con người thì họ đều có một lỗi sợ hãi riêng cho mình, kể cả đó là kẻ độc ác nhất, mạnh mẽ nhất, Kaido thì cũng chẳng ngoại lệ. Đây không phải là ác mộng, đó là thực tại, lối ám ảnh trong hắn trở về, dẫn đến tình trạng sốc, cơ thể không nghe theo mệnh lệnh từ bộ lão, Haki vũ trang, lớp áo giáp vô hình không thể triển khai. Điều đó dẫn tới việc những thành viên dù không được đánh giá cao về sức mạnh như là Okiku, Kimemon, họ bị tụt 25 so với những người khác, cũng có thể đả thương được Kaido. Hắn ta bị đâm thẳng vào tay, vào bụng. Vết sẹo do Oden gây ra, tại sao nó lại khiến ta đau nhói lên như vậy? Làm sao chúng có thể đâm vào được người ta? Chẳng lẽ bọn chúng cũng có sở hữu năng lực như Oden? Tất cả những câu hỏi đó là suy nghĩ trong đầu của Kaido. Hắn ta cũng không hiểu tại sao mà chuyện này có thể xảy ra đối với mình nữa. Các bạn ạ, mình đọc bình luận thì thấy nhiều anh em bảo rằng Kaido bị lẹp, bị yếu đi thì phải. Hay là phải chăng bác Oda bút sức mạnh quá đà cho chín hồng bao? Hay là họ tấn công đúng lúc Kaido đang thay vẩy lên Zalon? Không hề có chuyện đó đâu nhé. Các bạn hãy nhớ đến việc vụ bố già dâu trắng bị tên Squad đâm thẳng vào bụng trước trận đại chiến. Hai trường hợp này phải giống đến nhau 70-80%. Thứ nhất, đó chính là yếu tố bất ngờ, không kịp đề phòng. Thứ hai, cho dù là bố già hay là Kaido đi chăng nữa, cơ thể của họ cũng chỉ là con người, vẫn có thể bị thương. Sự phòng thủ tuyệt đối của họ đến từ Haki vũ trang, lớp áo giáp vô hình bao quanh cơ thể, và nó có được là bật lên đúng lúc hay không mà thôi. Nhìn vào đôi mắt của hai người đều thể hiện rõ Kaido kinh ngạc, hắn ta sốc, có phần run sợ. Bố già thì cũng không thể tin vào mắt mình, tại sao thằng nhóc mà mình đối xử như con ruột lại có thể làm như vậy? Một trường hợp khác nữa là Big Mom. Biggie nói rằng hắn ta nhìn thấy mụ ta bị thương duy nhất một lần, đó là khi bức ảnh của mẹ Camel có vấn đề. Mụ ta sốc, mụ ta gục xuống dưới sàn và chảy máu ở chân. Anh em hiểu ý mà mình muốn nói chứ, tất cả bắt nguồn từ trạng thái của họ. Trong tình huống bất ngờ, sốc hay là cảm xúc được dâng cao,
thì không thể điều khiển được Haki. Như là Luffy tại chapter trước vậy, cậu ta vẫn chưa thuần thục được Haki vũ trang cấp cao, nên cần phải nhắm mắt, điềm tĩnh một giây, sau đó mới có thể vận Haki phá vỡ còng cổ phát lổ cho Yamato được. Chẳng còn gì buồn hơn việc bạn vừa bị chúng nó hội đồng, đám thuộc hạ bên dưới thì không thấy đâu. Chúng ta đều biết được rằng Kinh Quyên hay là Zack đều đứng ngay cạnh Kaido lúc đó đúng không? Nhưng giờ thì lặn mất hút rồi, giống hệt như một anh chàng nào đó tóc vàng mặc bộ đồ màu đen thì phải, tàng hình quá lâu lâu. Bên cạnh đó, Feta cũng có Brook và Franky vẫn chưa thấy một chút động tĩnh nào cả. Quay trở về với nỗi buồn mà không ai thấu của ông lão đang bị 9 thanh niên hội đồng tổng cốc. Đã quá đau, quá buồn thì chớ, còn bị con mụ Crut thối mồm, chửi rủa chẳng mấy êm tai. Gì mà ồn ào thế, cái tiệc này láo nháo thật đấy. Thế Kaido đã chết chưa? Đấy, anh em xem, đúng thật là đắng lòng phải không? Thuộc hạ thì không thấy đâu, Crut thì chẳng quan tâm tới mình. Có đứa con gái thì lặng lặng đòi làm con trai, rồi nó còn tạo phản. Tôi mà là Kaido ấy, thì tôi cũng chẳng thể thiết sống nữa rồi, buồn thối cả miệng. Nhanh lên Luffy, Kaido bị suy yếu rồi, đây chính là cơ hội vàng cho chúng ta tấn công. Trong khi mọi người đang rất căng thẳng cho trận chiến, còn đây là hình ảnh của con rể tương lai và cô con gái cưng sắp đập bố. Chúng nó cười khoái chí, đúng thật là bét cặp đôi của Lâm. À, đầu bò đầu biếu. Luffy đã nghĩ ra ngay một tên gọi mới cho Unti rồi. Dường như ý, thì cậu ta không theo một quy luật hay là một hệ thống công rãnh nào cả. Đến cái tên của đối thủ hay là anh em bạn bè cũng không thể nhớ được. Cậu ta thường gọi bằng những cái biệt danh quái dị như là anh đầu dứa, tên lắm lông, rồi thì là đầu bò đầu biếu. Một câu chốt rất chuẩn, thiếu chủ Yamato, tình hình đang nguy kịch, ngài Kaido đã bị mưu sát. Lúc này quân địch đang ở khắp nơi. Giờ thì ta không còn là đồng đội của các ngươi nữa rồi, lão già cứ chết đi cho xong, ta mặc kệ. Vậy là đúng như dự đoán, giọt nước làm tràn ly. Sau cái vụ còng phát nổ là hàng thiệt, hàng chính cống, chứ không phải là hàng fake loại 1, loại 2 như những đôi giày mà mình đang đi các bạn ạ. Thì Yamato đã mất hết niềm tin vào cha của mình. Cô quyết định đi theo tiếng gọi lời hoàng dã, nguyện theo mên chính. Và đây chính là chân ái. Nhân lúc Big Mom đang nổ điên lên khi thấy Luffy, thì Lami và Cà Rốt đã tự thoát thân khỏi đám hồng minh. Dường như mấy con tiểu yêu là rất là yếu, chắc chúng không phải được tạo ra từ chính linh hồn của Big Mom rồi. Nếu không thì chúng đã khá mạnh và bá đạo, chỉ ít phải như con Zerg hay là Prometheus, Napoleon chẳng hạn. Chuyển cảnh tiếp theo, như các bạn đang thấy, Kaido đơn thương độc mã, hắn ta đang ôm lấy vết thương của mình, lại là một hình ảnh nữa trùng hợp với bố già. Các bạn đang thấy trên màn hình, cùng một tư thế, cùng một vết thương ngay khi mở đầu trận chiến, nhưng đẳng cấp khác xa nhau hoàn toàn. Nếu như bố già dùng lòng bao dung, vị tha của mình để lấy lại linh hồn tội lỗi cho đứa con nhỏ, kéo nó về với chính nghĩa, thì Kaido đang trong tư thế cô đơn, hắn ta một thân một mình, chẳng một thuộc hạ là ở bên cạnh lúc này. Bùn Hazard, Dressrosa, đảo dâu huyền thoại, những sự trùng hợp ảo diệu, hóa ra chúng mày đã được che giấu đằng sau cái tên mũ rơm. Và việc chúng mày bắt tay với hải tặc, khi chúng biết được rằng chúng mày sẽ thua, thì chúng, đám hải tặc sẽ chạy trốn, phản bội lại chúng mày mà thôi. Kaido đang nói, hắn ta đã bị dỉ máu tại miệng. Từ những lời đó, mình nghĩ tới việc rằng quá khứ của Kaido, hắn ta đã từng bị phản bội. Nó hệt như là cách mà hắn ta đã dùng với đồng minh của mình, Kozozumi Ozochi. Liệu phải chăng người mà Kaido đang nhắc tới ở đây chính là trận chiến 40 năm trước tại hòn đảo Chúa Trời? Chính bố già dâu trắng đã phản bội lại bằng hải tặc dốc, và rồi cùng liên minh với Roger, anh hùng hải quân gác, để đánh bại chúng, Zop, Big Mom, Kaido và Shiki. Chính vì thế mà Kaido luôn muốn lật đổ bố già. Và rồi sau đó, Kaido gặp lại, hắn ta được mẹ đại Big Mom cứu, thế cho nên mới có món lợi cả đời như hiện tại. Vì thế mà bây giờ cả Big Mom hay là Kaido đều không tin vào liên minh giữa hải tặc. Bọn chúng chỉ làm vậy khi có chung mục đích mà thôi, hay chỉ là lợi dụng lẫn nhau, sau khi đạt được mục đích thì sẽ quay răng chém giết. Bình minh sẽ ló ra, lời chân trời Wano, đó là lời thề của chúng ta với chúa công. Đại hiệp Luffy sẽ có một ngày đứng lên trên đỉnh cao của đại dương, cho dù chúng ta có chết hết, ngài ấy sẽ ngự trị ở trên đó, Kinemon phản bát lại. Đó chính là những lời sấm mà phu nhân Toki để lại. 20 năm sau, ngày biển cả sẽ toạc ra làm đôi, 9 con người cùng nhau quyết chiến, và rồi những vị vua sẽ hội tụ. Đây rồi, đoạn gai cần đã tới anh em ạ. Luffy đã làm cho một cơ số anh em toát hết mồ hôi hột, đúng thật là biết đùa mà. Sân khấu chính, mày tới đây làm gì Luffy mũ rơm? Đừng nói là mày tới để đánh bại Kaido nhé, đừng có tấu hài ở đây. Không, không phải vậy, Luffy đáp. Một lời nói ra như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, khiến cho những samurai bên cạnh không khỏi giật mình. Hả, mũ rơm, hắn ta định... Đâu phải như vậy đúng không Luffy? Tất cả đều choáng khi nghe được câu nói đó.
Họ nghĩ rằng tất cả niềm tin của họ đặt vào con người kia chỉ là một cú lừa. Khức lại một nhịp, cho thiên hạ phải trầm trồ. Sau đó Luffy mới gáy lớn: Kaido, ngươi, Big Mom, cả đám chỉ huy, Orochi, thuộc hạ của lão, ta tới đây để đánh tan tất cả. Ta tuyên bố trận chiến tổng lực. Đọc đến cái đoạn này mà phê vãi đái anh em ơi. Big Mom, mụ ta thì cười như điên. Mùa ha ha, đừng có diễn hài quá xa. Mình cũng vậy anh em ạ, mình cũng cười như điên luôn. Nhưng không phải là có ý nhạc bám như mụ già kia đâu. Không hề có chút trêu đùa nhé. Luffy giờ đây đã trưởng thành rồi. Cậu ấy thực sự biết nghĩ, nhưng chỉ là trong những tình huống cần thiết mà thôi, chứ bình thường là mình không chắc. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì ngay lúc này, trận chiến mới bắt đầu, Kaido đã bị thương. Phe ta có tinh thần chiến đấu rất là lớn. Với lời vừa nói ra, đó chính là động lực, là cách tiếp sức mạnh vô cùng lớn từ vị chỉ huy cho toàn bộ anh em. Luffy vừa thổi một luồng động lực siêu to khổng lồ cho mọi người vậy. Và đó là một điều vô cùng cần thiết. Sau đó là những hình ảnh hàng ngàn samurai phe ta tiến tới qua lối đằng sau, phía bên cánh trái, bên cánh phải. Những samurai bị bắt giữ tại Hoa Đô, những anh em tại nhà tù Udon, anh em hải tặc liên minh đều đã tới. Thề luôn, đoạn này mà lên anime thì với hiệu ứng bắt mắt, âm nhạc hùng hồn thì phê chết cha đi được. Nghĩ đến thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà rồi anh em ơi. Còn đây chính là idol của tôi các ông ạ. Vừa mới cười phờ lỡ chảy cả nước mắt, góp vui với Big Mom, thì với một tin thông báo, idol Queen đã lật mặt như bánh tráng vậy. Mắt mũi lói tói phòi ra, sắp rơi ra khỏi cơ thể. Đúng thật là tấu hài vô địch. Phía phe ta thì đã có thêm những gương mặt mới. Kid Zoro bên trái bên phải. No thì đi với một anh bạn tóc vàng, hơi xoăn lượn sóng. Đó chính là Hawkins bói dạ. Một pha xuất hiện cũng không mấy bất ngờ, bởi vì từ trước cho tới giờ mình đã nghĩ tới việc Hawkins theo phe liên minh của chúng ta rồi. Sau những lần bị Kaido ngược đãi, bị anh em đồng trang lứa cùng thế hệ tồi tệ nhất đánh, thì quay đầu là bờ chính là lá bài, là sự lựa chọn tốt nhất cho Hawkins thầy bói. Nhưng điều mà mình không thể lường trước được đó chính là xuất hiện của Perot Pero, con trai cả của Big Mom anh em ạ. Hắn ta đang đi cùng với Marco Phượng Hoàng. Đây có thể là một thỏa thuận tạm thời, một liên minh nhỏ. Bản thân Big Mom, mụ ta chỉ coi những đứa con của mình là công cụ chiến đấu mà thôi, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nói là mẹ con thật đấy, nhưng chẳng có một tí tình cảm nào hết. Mụ ta sẵn sàng giết chúng nếu như Phật ý và không vừa lòng. Vậy cho nên cái việc Perot Pero tạo phản, âm mưu lật đổ mẹ đại cũng là chuyện nhỏ chúng ta có thể hiểu được. Ngay từ khi tại thác nước, Big Mom lộn cổ xuống, hắn ta đã có toan tính rằng xem mình có phù hợp với thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom rồi. Đồng ý đi theo Marco, không ưa với việc liên minh với băng bách thú. Một chút gì đó ấm ức với việc kinh đã làm trước đó. Đây chính là lý do để cho hắn ta làm việc này. Chỉ ít có thể cắt đứt liên minh giữa hai băng, Kaido, Big Mom. Những hình ảnh cuối cùng của Chap, Kaido hóa rồng bay thẳng lên phía trên. Chín hồng bao đang bầu ví vào Kaido để tới lời quyết đấu. Họ nhìn về xíu như những con kiến vậy, hài không thể tả nổi. Luffy đại hiệp, đa tạ về mọi thứ. Kinemon, tôi sẽ hội nhập sau, Luffy đáp. Nhưng cái thằng mên chính, nó quên không nói rằng sau là khi nào, một năm hay là vài năm thì chúng ta không thể biết được. Toang thật rồi Kin ơi. Đoạn này thì mình chém cho vui thôi anh em ạ. Thứ thực ra ấy, mọi thứ đã có sẵn trong kế hoạch rồi. Bởi vì Luffy còn lọt tứ hoàng Big Mom bên dưới, đám thuộc hạ của Kaido, bộ ban thảm họa. Còn phía bên trên, địa điểm quyết đấu, đó chính là nơi thuận lợi nhất cho 9 bao kiếm đỏ và những anh em tộc Minh đã chờ sẵn ở trên. Nếu chúng mày muốn chém giết thì phải là nơi để tưởng nhớ lại ngày hôm đó. Thậm chí cho dù Odin không có ở bên chúng mày, nhưng có một thứ khác biệt so với hôm đó. Đây, ngày tuyết rơi và trăng tròn. Đúng như xem phim vậy, cứ đến đoạn cao trào thì hết phim. Tức ứ chịu được các bạn ạ. Một đội quân tộc Minh, một ngày trăng tròn, xù lông chính là thứ vũ khí tuyệt vời nhất mình không thể tưởng tượng ra được diễn biến tiếp theo như thế nào. Một trận chiến cực kỳ gắt đến từ những con thú khổng lồ với sức mạnh không tưởng, mong chờ quá đi mất phải không anh em? Và như mình đã nói ở video trước, hay là bài phân tích về những chiến binh tộc Minh bá đạo nhất, bạn nào muốn biết về sức mạnh của tộc Minh hay dạng su rong như thế nào thì xem hết video đó nhé, mình sẽ để ở phần bình luận ấy. Nhưng theo như mình đánh giá, Minh hay chín hồng bao chỉ có thể giao chiến liều chết với Kaido trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Họ đủ sức làm suy yếu hắn ta. Sau đó Luffy xuất hiện kịp thời solo với Kaido. Kịch bản đúng như trận chiến giữa Luffy lo với Doflamingo vậy. Còn người mà lành ít giữ nhiều chắc có lẽ đó chính là Trần Đức Lê Cô. Bởi vì ông chú mèo này tóc vàng và hút thuốc, hội tụ đủ các yếu tố kinh điển trong One Piece. Nhưng chỉ ít họ có thể làm suy yếu Kaido. Và nếu như có thể hơn nữa thì những chiến binh tộc Minh sẽ đối đầu với tên Giác Hạn Hán để trả thù cho những gì hắn ta đã làm tại đảo Dâu phải không anh em?
Yên tâm đi các bạn ạ, bác Oda sẽ không để cho tộc binh tuyệt chủng đâu mà lo. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Anh em nhớ truy cập trang web aosamcho.com để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.